Xin chào các bạn, chị là Minh Anh, thành viên thuộc team chuyên môn của Học Văn Chị Hiên. Hôm nay, chị sẽ là người đồng hành cùng với chúng mình, cùng nhau đi tìm hiểu về bài số 04, phần nói và nghe thuộc bộ sách Cánh Diều các bạn nhé. Không biết các bạn đã có bao giờ từng gặp phải trường hợp một người bạn từ phương xa về hoặc là một người thân của chúng mình từ phương xa về hỏi chúng mình rằng em có biết hay là bạn có biết về một địa chỉ văn hóa nào ở quê hương mình, hay là có thể giới thiệu cho những người thân, những người bạn của mình về một nơi nào đó để tham quan, để tìm hiểu ở chính quê hương của mình hay không? Chị thì đã gặp trường hợp đó rồi đấy. Vậy nên hôm nay chị em mình sẽ cùng nhau đi vào chủ đề thảo luận và thuyết trình về một địa chỉ văn hóa các bạn nhé. Giống như các phần nói và nghe trước, ở phần nói và nghe bài số 4 này, chị em mình sẽ cùng nhau đi qua hai phần. Phần thứ nhất là phần định hướng và phần thứ hai là phần thực hành. Trong phần định hướng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những kiến thức cơ bản về một số khái niệm và những yếu tố cơ bản để hình thành một bài thuyết trình. Ở phần thứ hai, chị sẽ đưa cho các bạn, sẽ cùng với các bạn thực hành một bài mẫu để từ đó chúng mình hình dung nên bài thuyết trình của chúng mình nhé. Thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hóa là chúng mình cùng nhau trao đổi, trình bày bằng lời nói và có các phương tiện hỗ trợ khác nếu có về lễ hội này, phong tục, tập quán hoặc là về những địa chỉ, di tích lịch sử văn hóa có ở trên quê hương mình, có ở trong khu vực của mình, trên đất nước mình hay là trên thế giới. Qua đó thì chúng mình được cung cấp thông tin cụ thể cũng như là một cách để quảng bá, giáo dục về ý thức phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Thêm nữa, đây cũng là một cơ hội để chúng mình có thể trau dồi thêm những tinh hoa văn hóa ở trên thế giới của nhân loại các bạn nhé. Để có thể thuyết trình và trao đổi về một địa chỉ văn hóa, các bạn cần nắm cho chị 5 yếu tố và 2 lưu ý nhỏ như sau nhé. Thứ nhất, chúng mình cần xác định được mục đích của buổi thuyết trình. Thứ hai, chúng mình cần xác định được người nghe của buổi thuyết trình đó là ai. Thứ ba, các bạn xác định cho chị thông tin quan trọng mà chúng mình muốn người nghe nhớ tới để chúng mình có thể nhấn mạnh trong quá trình chúng mình thuyết trình. Thứ tư, các bạn xác định thêm cho chị về thời lượng và cách nói. Thứ năm, cũng không kém phần quan trọng, đấy là chúng mình phải có một dàn ý chi tiết để chúng mình có thể nắm rõ các ý mà chúng mình sẽ trình bày nhé. Nắm được 5 yếu tố rồi thì các bạn nắm thêm cho chị thêm 2 lưu ý nho nhỏ nữa để bài thuyết trình của chúng mình được hấp dẫn hơn nhé. Thứ nhất là các bạn có thể chọn trang phục để thu hút người nghe trong quá trình chúng mình thuyết trình. Thứ hai là các bạn có thể kết hợp với các động tác hình thể để bài thuyết trình của chúng mình thu hút hơn, để chúng mình có thể nhấn mạnh vào những cái thông tin mà chúng mình muốn người nghe nhớ tới nhé. Trong 5 yếu tố mà chị vừa cùng nói với chúng mình thì có một yếu tố quan trọng nhất, các bạn biết là gì không? Đó chính là tìm ý và lập dàn ý. Vậy thì chị sẽ hướng dẫn qua chúng mình về phần này nhé. Ở đây chị có 4 ý muốn chúng mình xác định như sau. Thứ nhất là các bạn cần xác định cho chị được tên địa chỉ văn hóa hay là địa chỉ văn hóa mà chúng mình muốn thuyết trình. Thứ hai, các bạn cần xác định được mục đích và nội dung sẽ trình bày. Thứ ba, chúng mình cần ghi nhớ, tìm hiểu những đặc điểm của địa chỉ văn hóa đó. Và thứ tư, các bạn cần tìm hiểu thêm về những ý nghĩa của địa chỉ văn hóa đó đối với cuộc sống của chúng ta. Với bất kỳ bài thuyết trình nào hay bài viết nào thì chúng mình biết mà, sẽ gồm có 3 phần: mở đầu, nội dung chính và kết thúc. Với 4 ý mà chị vừa hướng dẫn chúng mình xác định ở trên, chúng mình sẽ sắp xếp phù hợp vào 3 phần của bài nói nhé. Đó chính là những gì chị định hướng cho chúng mình về vấn đề thuyết trình lần này. Bây giờ chúng mình cùng bước sang phần thứ hai, đấy là phần thực hành các bạn nhé. Ở trong phần thực hành này thì sách giáo khoa đưa cho chúng mình 3 lựa chọn với 3 vấn đề như sau. Thứ nhất là hãy thuyết trình về một địa chỉ văn hóa nơi em đang sống. Thứ hai là hãy thuyết trình về lễ hội Đền Hùng hoặc lễ hội KT ở Ninh Thuận. Vấn đề thứ ba, đấy là hãy thuyết trình về di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long. Chị sẽ lựa chọn vấn đề thứ nhất, thuyết trình về một địa chỉ văn hóa nơi em đang sống. Và giả sử chị là một học sinh thì chị sẽ thuyết trình như sau các bạn nhé. Trải rộng và rải rác trên khắp cả nước ta, đấy là những địa chỉ, những di tích lịch sử văn hóa đánh dấu những bước phát triển thăng trầm của dân tộc. Nếu có ai đó hỏi tôi về một nơi có thế rừng quận Hổ Mồi, có nhiều trầm tích lịch sử văn hóa, nơi rộng lớn nhất cả nước, thì tôi sẽ trả lời ngay, đó chính là thành phố Hà Nội. Tự hào là một người con đất Việt, lại được sinh sống ở trên mảnh đất thủ đô. Tôi ấn tượng nhất với đền Phù Đổng, nơi lưu giữ niềm tin dân tộc. Nằm trên mảnh đất Kinh Bắc xưa, nơi địa linh nhân kiệt, đền Phù Đổng mang nhiều giá trị lịch sử đặc sắc.
cùng với đó là các giá trị tín ngưỡng, văn hóa dân gian. Di tích lịch sử kiến trúc này tọa tại xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2013. Đền Phù Đồng gắn với truyền thuyết thánh gióng. Cha mẹ gióng mong mỏi mãi một mụn con. Một hôm, mẹ gióng ra đồng thấy dấu chân to và lạ, bèn ướm thử. Không ngờ, về nhà bà có mang, và đủ tháng đủ ngày, bà sinh ra gióng. Thế nhưng cậu bé này lạ quá, 3 năm, không biết nói, không biết cười. Một hôm, sứ giả đi ngang qua, đang kêu gọi hiền tài ra giúp nước đánh giặc. Gióng liền bật dậy, trở thành một tráng sĩ, và giúp nước dẹp giặc. Sau khi dẹp yên giặc Ân, gióng cưỡi ngựa và bay về trời. Để tưởng nhớ công ơn của người anh hùng này, người ta lập ra đền thờ chính là đền Phù Đồng, nơi gióng sinh ra. Mặc dù dựa trên truyền thuyết, thế nhưng giá trị lịch sử và văn hóa của đền Phù Đồng lại gắn với thực tế. Nơi mà gióng sinh ra, mảnh đất này cũng gắn với các thời kỳ phát triển, dựng nước và giữ nước của dân tộc mà tiêu biểu là người anh hùng Thánh Gióng. Khu di tích cho đến ngày nay hiện có đền thượng thờ Thánh Gióng, đền hạ đền Mẫu, miếu ban nơi thờ mẹ Gióng, cố viên, đống đàm nơi đóng trận đánh, giá ngự, đình hạ mã, vân vân. Thánh Gióng còn được tôn vinh là Phù Đồng Thiên Vương, Xung Thiên Thần Vương, là một trong 4 vị thánh bất tử, tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Thánh Gióng trở thành vị thần bảo hộ cho mùa màng của nhân dân tươi tốt, cho đất nước bình yên thịnh vượng. Hàng năm, cứ từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch, tại đền Phù Đồng sẽ diễn ra hội gióng. Hội gióng là nơi nhân dân tụ họp tưởng nhớ Thánh Gióng bằng hình thức phục dựng trận đánh của gióng. Hội gióng sẽ có nghi lễ thực hiện trong đền Phù Đồng và trong không gian làng. Hội trận được trình diễn bằng một hệ thống biểu tượng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, được cộng đồng bảo tồn nguyên giá trị cho tới ngày nay. Hội gióng ở đền Phù Đồng đã trở thành một trong những nghi lễ, những lễ hội nổi tiếng nhất vùng châu thổ Bắc Bộ và được UNESCO ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đền Phù Đồng là biểu tượng khẳng định cho sự trấn giữ của Thánh Gióng dành cho quê hương mình, cũng là niềm tự hào lớn của nhân dân nơi đây. Lễ hội tại đền là dịp để nhân dân quần tụ, cũng là dịp để người ta cố kết lại mối quan hệ của niềm tin giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trên đây là bài thuyết trình của em về đền Phù Đồng. Em rất mong nhận được sự góp ý, câu hỏi từ thầy cô và bạn bè để bài thuyết trình của em được hoàn thiện hơn. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Các bạn thấy không, chị vừa cùng với chúng mình thực hành một bài thuyết trình về một địa chỉ văn hóa đấy. Đấy là về phần người nói, thế còn phần người nghe thì sao nhỉ? Chúng mình nhớ cho chị những nhiệm vụ như sau nhé. Thứ nhất là các bạn cần lắng nghe và xác định xem những cái thông tin nào là quan trọng và chúng mình có thể ghi chép lại nhé. Thứ hai, các bạn nhớ cho chị, đấy là chúng ta cần biểu lộ cảm xúc để thể hiện rằng là tôi đang chăm chú vào bài nói của người nghe đây và tôi đang ủng hộ bạn đấy. Điều thứ ba, chúng mình có thể ghi lại những cái câu hỏi mà chúng mình chợt nảy ra trong quá trình mà bạn đang thuyết trình để chúng mình có thể thảo luận cùng với nhau, làm cho vấn đề, làm cho bài nói thú vị hơn và rõ ràng hơn nhé. Vậy là chị vừa cùng với chúng mình đi định hướng và thực hành phần nói vào nghe của bài số 4, thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hóa. Chị mong là với video này, chúng mình sẽ học tập thật tốt nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye!